Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quý giới Avatthana xin được nhường lại cho Sít Đấm Si Nhật Huyền, kính mời Sít Nhật Huyền. Dạ, sa thú kính cảm ơn Vinh Quát Thà Na. Dạ, cảm ơn Vinh Quát Thà Na, xin rộng đồng cho Nhật Huyền biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Thạnh. Đại đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính cô tu nữ thăm má cha rí. Nhật Quỳnh kính chào Vinh Quát Tha Na, kính chào Maharaja, kính chào Chanh Đa Ra. Mến chào Thi An Lạc, kính chào Buôn Mở, kính chào xin ngồi nghe. Mến chào Sức Rạng Đông, kính chào Hiển Mộng, mến chào Châu Phan, kính chào ai kêu em đó. Mến chào Sức Tâm Vương, mến chào Thi Na. Mến chào Cẩm Vân, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Vinh Quát Tha Na đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Mặc dù sức khỏe của Vinh không có tốt nhưng mà Vinh cũng rất là cố gắng. Dạ, Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sư Trạng Đông đã mở rung và cho nghe bài pháp của Sư Tội Khanh. Dạ, bây giờ thì dạ, con không biết đại đức có trước máy không ạ? Dạ, đại đức có trước máy không, cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Vinh Quát Tha Na đã cho bài học. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đại đức có trước máy không bạch sư? Dạ, vậy là chắc sư không có trước máy rồi. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời cô tu nữ thăm má chá rí. Dạ, lâu lắm rồi mới thấy cô vào đạo tràng, không có trước máy không cô? Hôm nay cô có thể ôn bài pháp của kinh số 122 được không? Dạ, nếu được thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay của cô. Dạ, Nhật Quỳnh mời Xích Rạng Đông. Rạng Đông ơi, mở hàng Rạng Đông ơi. Dạ, dạ sa thú bàn tay Rạng Đông. Dạ, kính mời Vinh Quách Thanh Á. Mời Tâm Phương, mời Thi Na, mời Cẩm Vân và mời tất cả những vị trong đạo tràng. Vị nào có thể xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên để ôn bài ạ. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời, mến mời Thích Rạng Đông. Ồ, mến chào Quang Thanh. Quang Thanh vào đạo tràng có nghe được không? Nếu nghe được, đưa bàn tay lên để ôn bài nghe Quang Thanh. Dạ, mời Rạng Đông ạ. Sa thú chi Nhật Quỳnh, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức tuệ đức cô tu nữ Thầm Má Chá Rí. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 122. Ma quá màn nhề tha buồn nháp xá na măng tăng a ga mi sa tí u đa bình đu ni pa tê na u đa cùng phô pi pu ra tí thị rô pu ra tí buồn nháp xá thô ca thô cầm pi a chi năng ma quá màn nhề tha buồn nháp xá na măng tăng a ga mi sa ti u đa bình đu ni pa tê na u đa cùng phô pi pu ra ti thi rô pu ra ti bồn nhát sa thô ca thô cầm pi a chi năng ma quá mạnh nhề tha bồn nhát sa na măng tăng a ga mi sa ti Uda bình đu ni pa tê na Uda cùng phô pi pu ra ti Thi rô pu ra ti bùn nhát xa Thô ca thô cầm pi a chi năng Chớ chê khinh điều thiện
cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mà qua mạnh nhẹ tha bụng nhát xa, na mặn tặng à ga mếp xa tí, u đa bình đủ ni bà tệ na, u đa cùng phổ bi bù ra tí, thì rô bù ra tí bụng nhát xa, thổ ca thổ cầm bi à chi năng. Nước rơi từng giọt giọt thôi, khe mương trăm nẻo đến hồi thành công, chút chút diệt thiện nhẹ bồng, mai kia vô lượng hư không cũng tràn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Cẩm Vân. Dạ, sa thú kính cảm ơn sư Trần Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính nịnh lễ Đức Phật, con kính nịnh lễ giáo pháp, con kính nịnh lễ Đức Tăng, con kính nịnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 122. Ma quá manh nhê thá nhát xá, ná măng tăng Agamisati Udapin Duni Pate Na Udakumbo Pi Burati Thiro Burati Bun Nhat Sa Tho Ka Tho Kang Pi A Chí Năng Ma Quá Manh Nhề Tha Bin Bun Nhat Sa Ná măng tăng a giá mít xá tí u đá bin u ni bà tề ná u đá cầm bồ pí bù rá tí thi rô bù rá tí bù buồn nhát xá thô cá thô căng pí a chí năng ma quá manh nhề tá buồn nhá xá ná măng tăng a gá mít xá tí u đá bin đú ni bà tề ná u đá cùm bồ tí bù rá tí thi rô bà rá tí buồn nhá xá thô cá thô căng tí a chí năng chớ chê khinh điều thiện chưa cho rằng chưa đến mình, như nước giỏ từng rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Nước rơi từng giọt giọt thôi, khe mương trăm nẻo đến hồi thành sông, chút chút việc thiện nhẹ bồng, mai kia vô lượng hư không cũng tràn. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhân mến mời bàn tay chị Lạc Lê nha. Và mời quý Phật tử nha, mời Sức Tina. Sức Tina ơi. Dạ rồi, mến mời Sức Tina. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô cư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc công pháp cú số 122. Ma quát mạnh nhề tháp bút nát sát ná mặn tăng à gát mít sát tí ú đá bình đùn ni bà tề ná ú đá cùng bồ phí bù rá tí thì rồ bú rá tí buồn nhát xá thô khát thô cầm phí a chí năng ma quá mạnh nhề tháp bút nhát xá ná mằng tăng à ca mi sa ti u đa bình đùn ni bà tề na u đa cùng bồ phí bù ra ti thì rồ bù ra ti buồn nhát xá thô khát thô cầm phí a chí năng
Chớ nên khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma văn man nhi tha buôn nan sa na mang tăng a ga min sa ti u ta pin du ni pa te na u da khun bo pe pu ra ti thi vô pu ra thi buôn nhan sa thô ca thô cam phi a chi năng ma wa man ye tha vun nan sa na mang tăng a ca min sa ti u da bin du ni ba te na u da khum phu phi pu ra ti thi ro pu ra thi bún nhân xa thô ca thô cấm thì a chi năng nước rơi từng giọt giọt thôi khi mưa trăm nẻo đến hồi thành sông chút chút việc thiện nhẹ bồng mai kia vô lượng hư không cũng tàn. Của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, Tăng. Alo ạ. À? À, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã cho biết được tín hiệu. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. À, con xin sám hối, con xin kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và Đại Đức Tuệ Đức. Con xin kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 122. Mà qua mình về tha vùng nhát xa na mang tăng aga bit sati uda bin du du uda du ni ba te na a cum po pi bu sati thì rô bù ra ti bùng nhát xa thô ca thô cầm bi bi a chi nà mà qua mảnh nhẹ nhát xa nàng mi u đa đu đề u ra ti thì rô bù ra ti bùng nhát xa thô ca thô cầm bi a chớ hiện cho rằng chưa đến mình như nước gió nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn người trí chứa đầy thiện do chất chứa dần dần. Đấy của bạn dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kệ thử. Mà qua mảnh nhé thả bún nhân xa nhàng ta gần xa ti u đa bin du ni ba te na u đa cô bi bu ra ti thì rê bu ra ti bún nhân xa a chi năng mà qua nhát xa na mang tăng a min sa ti bindu ni ba tena ta ko
trăm nẻo đến hồi thành sông. Chút chút việc chuyện nhẹ bồng mai kia lượn. Thượng giới đọc và kệ xong, dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Sa thu lần thầy. Quan thành. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Hoa Giá, Nam mô Sẵn Khá Giá. Kính đại lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Kính đại lễ chư đại đức tăng chẳng đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 112, 122. Nhìn ra thằng 112 mới được. Ma va man ye tha pu nya sa na mang tang agami sati uda bindu ni patena uda kumpo pi purati tiro purati pu nya sa toka tokang pi achinang ma va man ye tha pu nya sa namang tang agami sati uda bindu nipatena uda kumpo pi purati tiro purati punyasa toka tokang pi acinang mawa manyeta punyasa namang tang agami sati uda bindu nipatena uda kumpo pi purati tiro purati punyasa toka tokang pi acinang. Chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Nước rơi từng giọt giọt thôi, khe mương trăm nẻo đến hồi thành sông. Chút chút việc thiện nhẹ bồng, mai kia vô lượng hư không cũng tràn. Bản phổ thơ của Ngài Duy Đức Nam Mô Phật Thà Giá. Và con xin được xuống mít. Bác Thầy Nam thấy bàn tay nào nữa? Kính mời xin nhật huỳnh nhé. Dạ sa thú kính cảm ơn Minh Quát Thanh Đán. Nam Mô Bích Tha Giá. Và một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Con thành kính lãnh lễ đại đức Minh Mẫn về Quan Năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Và cảm ơn rạng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và con xin được ôn bài câu pháp cú kinh số 122. Cảm ơn Minh Quát Tha Ná cho bài học. Ma qua man nhẹ tha buồn nhà sanh mang tăng a gamit sati uda bin duni ba te na uda cum uda cum phờ vi bồ ra ti thì rờ bồ ra ti buồn nhà sa thờ ca thờ cầm bi a chi năng mà ma quan nhẹ tháp buồn nhà sa na mang tăng a ca mi sa ti u ra bình du ni ba tề nu a cum bồ vi bồ ra ti thì rờ bồ ra ti buồn nhà sa thờ ca thờ cầm bi a chi năng. Chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Dạ, đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu.
Ma quả manh nhê tha buôn nha sa na mang tăng a gà mệt sa ti ô đa minh đu ni ba tê na ô đa khum po ni bu sa ti thì rỗ bu ra thì buôn nha sa thô ca thô căm mi a chi năng mà quả manh nhê thà bốn nhà xa na mang tăng a và miệt xa ti ô đa binh đu ni ba tê na ô đa cum po bì bù xa ti thì rỗ bu ra thì buôn nhà xa thô ca thô căm bì a chi năng nước rơi từng giọt giọt thôi, khe mương trăm nẻo định hồi thành công, thành xong. Chút chút việc thiệt nhẹ bằng, mai kia vô lượng hư không cũng tràn. Và đây là bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Và bây giờ con cũng chưa thấy bàn tay của cô tu nữ thăm má cha trí cũng như quý vị trong đạo tràng. Dạ, con thấy Đại Đức Minh Mẫn đã vào đạo tràng rồi. Dạ, con xin phép được thỉnh Pháp Sư sớm một chút, được không Bạch Sư? Sư có sẵn sàng chưa? Sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, sa thú đành thai, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quỳnh Quát Thanh Á, Quang Thanh, Thi Na, Cẩm Vân và Sư Trạm Đông đã hoan hỷ lên ôn bài Pháp Cú Kinh số 122. Dạ, con kính tri ân Sư đã cho con biết tín hiệu. Bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng giải duyên sự, tứ vựng duyên sự và ý nghĩa câu Pháp của Kinh số 123. Dạ, cảm ơn Minh Quách Thanh Á cho bài học. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa phạm thiên phần ngầm người khẩn quản á Phật nhận lời nhân chẳng gì hơi biết lòng mở đạo dạy đời a nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử a có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như a được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ba vườn mười lăm hạ gia vẹn toàn mồm trăng thối không mòn a những điều lợi ích hằng còn lâu năm cà tam dời thừa ân phổ cập a đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng a thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni a tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xem mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu Pháp Cú Kinh số 123. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, sa thú lành thai, kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Dạ, kính tri ân
Và con chư Phật tử đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức, cùng chư Tôn Đức Hiện Diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 123. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ Pháp Cú số 123 có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất: Qua ni chô quá phát dân mát găng. Qua ni chô quá phát dân mát găng. Đoạn thứ hai: Appa sát thô ma hát tha nô. Appa sát thô ma hát tha nô. Đoạn thứ ba: Quý sang chi quý tu ca mô quá. Quý sang chi quý tu ca mô quá. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng: Pa pa ni pari wat cha ye. Pa pa ni pari wat cha ye. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất, chúng ta thấy gồm có ba từ đầu tiên: qua ni chô. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra, qua ni chô cộng với là ý quá. Qua ni chô là qua ni chá, chia theo chủ cách số ít, thành ra nó là ôn. Qua ni chá có nghĩa là người lái buôn hay người thương buôn. Mình hiểu theo từ ngày nay đó là người làm business. Còn từ ý quá, đây là một từ so sánh giống như ví như. Đây là một bất biến từ. Từ thứ hai, phá văn. Phá giá chia theo chủ cách. Xin lỗi, chia theo đối cách. Phá giá có nghĩa là chữ phá giá này nghĩa thông thường đó là sự sợ hãi, sự kinh sợ. Nhưng mà chữ phá giá này cũng có nghĩa đó là nguy hiểm, hiểm họa. Chữ phá văn ở đây bổ nghĩa cho cái danh từ ở đằng sau, mắt găn. Thành ra chúng ta thấy chia đồng cách đồng số. Đồng cách là đối cách, đồng số là số ít. Thành ra phá giá ở đây đó mình lấy nghĩa đó là nguy hiểm, hiểm họa. Rồi từ tiếp theo, mát găng, mát gắt là con đường. Chia theo đối cách. Đoạn thứ hai của câu kệ chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên, appasattho là appasattha chia theo chủ cách, số ít. Appasattha, đây là một hợp từ chúng ta tách ra là appa cộng với là sattha. Chữ appa đó có nghĩa là ít ỏi hay là ít. Còn sắp thá ở đây đó có nghĩa là thương đội hay là bạn đường, bạn cùng đi đó. Thành ra cái hợp từ appa sắp thá có nghĩa đó là thương đội ít hay là bạn đường ít. Mà mình có thể nói là ít bạn đường hay là ít thương đội.
Rồi từ thứ hai, Mahathano là Mahathana chia theo chủ cách. Theo chủ cách số ít. Thành ra nó có hình thức là ô. Mahathana cũng là một hợp từ chúng ta tách ra Maha cộng với là Thana. Maha là lớn hay là nhiều. Còn Thana là tài sản. Thành ra cái hợp từ Mahathano là nhiều của cải hay là nhiều tài sản hay là tài sản lớn. Đến đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên quý săn. Quý săn này theo cái nghĩa đen đó là nọc độc của con rắn. Mà ở đây đó mình lấy nghĩa đó là chất độc. Quý săn là quý xá chia theo đối cách số ít. Quý xá ở đây mình nghĩa đó là thuốc độc. Rồi từ thứ hai, chi quý tu ca mô quá, một hợp từ chúng ta tách ra. Chi quý tu cộng với là ca mô cộng với là y quá. Chi quý tu đó là từ cái động từ chi quý tá, chi quá tí là sống. Mà chi quý tú đó là chia theo gọi là nguyên thể. Nếu mà tiếng Anh, trong tiếng Anh đó là nguyên thể có thu đó, thành ra mình mới dịch là để cái gì đó. Ví dụ như to cook là để nấu, to live là để sống, để ở, thì ở đây là chi quý tú là để sống. Rồi ca mô. Ca mô thông thường đó mình hiểu các ngày dịch đó là dục. Nhưng mà xin thưa quý vị, cái chữ dục đó là từ tiếng Hán. Còn nghĩa tiếng Việt của mình đó là muốn hay là mong muốn. Rồi ý quá là một cái bất biến từ so sánh, giống như, ví như. Thành ra cái hợp từ này mình dịch là chi quý tu ca mô quá. Đó là giống như người muốn sống hay là ví như người muốn sống. Đó mà mình dịch nguyên cái hợp từ vậy thì nó không hay, xin thú vị. Mà mình phải chiết tự ra vậy đó, rồi tùy vào cái khả năng văn phong của mình đó để mình ghép từ mình dịch. Đến đoạn thứ tư này chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên pa pa ở đây đó, pa pa thông thường á nó là tính từ, nhưng mà ở đây mình thấy chữ pa pa ni là người ta đã chia rồi, cái thành ra là ở đây mình hiểu chữ pa pa này đó là danh từ trung tính. Chia theo đối cách số nhiều. Đối cách là cách thứ hai đấy, xin lỗi. Pa pa là điều ác, việc ác. Thì đây là chia số nhiều, thành ra mình thêm chữ những hay là các. Những điều ác, những việc ác hay là các điều ác, các điều các việc ác. Từ cuối cùng, pariwachaye. Pariwachaye là từ cái động từ pariwachati mà chia theo khả năng cách ngôi thứ ba số ít. Ngôi thứ ba số ít là cái từ chi với tu ca mô đó, xin thưa quý vị. Đây là chủ từ. Pariwachaye này là chia theo chủ từ này. Thì khả năng cách đó là mình dịch đó là nên hay là có thể. Thành ra pariwachati hay là pariwachaye đó
Dịch đó là nên xa là tránh khỏi. Pariwachayati đó là tránh xa, rời xa, lánh khỏi. Thì ở đây khả năng cách, thành ra mình dịch ra là nên, là có thể. Thì trong trường hợp này mình dịch đó là nên, tức là đang khuyên. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi nè. Qua ni chùa quá là giống như người thương buôn. Mahathanu có nhiều tài sản. Apasattho ít thương đội hay là ít bạn đường. Giống như người thương buôn có nhiều tài sản, ít bạn đường. Pariwachaye, nên tránh xa. Phải dằn mắt găng, con đường nguy hiểm. Chi quý tú ca mồ quá, giống như người ước muốn sống còn. Ước muốn được sống á. Ước muốn sống còn. Pariwachaye, nên tránh xa quý xăng thuốc độc. Xin lỗi quý vị, là cái chữ yếu quá này mình đã dịch ra sao ha, là chi quý tú ca mô, người muốn sống còn nè. Pariwachaye, nên tránh xa quý xăng thuốc độc. Yếu quá giống như. Pariwachaye, tránh xa pa pa ni, các điều ác vậy. Cái động từ ở trong cái câu này này, chúng ta thấy có một cái động từ thôi là pariwachaye. Mà cái động từ này nó có rất là nhiều túc từ. Phải văn mát găng là một túc từ, quý xăng là một túc từ, pa pa ni là một túc từ nữa. Đó, nó có đến ba túc từ vậy đó. Thành ra chữ pariwachaye này nè, nó gắn ba cái phrase, tức là ba cái cụm từ, ba cái gọi là cụm túc từ. Đó, cái động từ này nó có tới ba túc từ. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ ngữ và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 123. Xin được kính ơn, kính tri ân cô Nhật Quỳnh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiếc nghĩa từ và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 123. Và quý vị khi nào mà nghe âm thanh nó hơi nhỏ lại đó thì xin quý vị báo chúng tôi sẽ chỉnh lên lại cái laptop này đó. Nó mình mà không có chỉnh lên, mình không có chỉnh cái lượng âm lượng lên á, thì nó quay về lại cái trạng thái balance, tức là trạng thái 50 đó. Thì 50 nghe cũng vừa vừa đó, xin quý vị. Máy mà tốt tốt đó là 50 nghe cũng ok rồi. Nhưng mà phòng ngừa trường hợp mình nghe bằng cell phone nè, hoặc là mình nghe laptop chẳng hạn, thì đôi khi âm thanh cũng không có đủ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ bước qua học phần 2 và phần 3. Chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức
Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương trước khi bước vào học phần 2 và phần 3 của bài học hôm nay. Arahang samma sambuddho pakkhava buddhang pakkhavanang abhivademi svakkhato pakkhavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo Pháp sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại râm Pháp Cú Kinh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Câu kệ Pháp Cú 1, 2, 3 hôm nay chúng ta học nằm ở trong phẩm Pa Pa Quát Gá phẩm ác, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Táo Quá Ná, đề cập đến ông thương nhân hay là thương buôn có nhiều tài sản. Mahathanu Appasattho Mahathanu Vanicho. Vào thời kỳ Đức Phật, có một cái ông thương buôn nọ rất là giàu có. Và vì giàu có vậy đó thì trở thành cái điểm ngắm cho thành phần xấu. Tức là trở thành cái đối tượng cho các cái tên cướp dòm ngó. Lúc đó có một nhóm cướp có đến 500 tên muốn đột nhập vào nhà của cái ông thương buôn giàu có này để chiếm đoạt tài sản của ông. Và chúng đã để ý nè, rồi tìm nhiều cái phương cách làm sao đó để đánh cắp được cái số tài sản đó. Thì thành ra đó là chúng phải tìm cái cơ hội. Thì một lần nọ, cái ông thương buôn này, ông có một cái chuyến buôn chở hàng đi đến nơi xa. Thì ông cho chở hàng quá đó đầy 500 cỗ xe bò. Thì xin thưa với bà con đó, cái con số này ha, là cái con số tượng trưng thôi. Mà mình hiểu đó, cái con số này nó lớn đó, thì ở đây chỉ cho cái số nhiều thôi, chứ còn nói rằng đó là đúng y chang như số 500 đó, đó thì xin thưa quý vị cũng chưa chắc đâu ha. Thành ra mình hiểu đó, cái đoàn hàng của ông này đó có tới 500 cỗ xe bò chất đầy hàng đó, thì mình hiểu đây là số nhiều. Rồi khi mà ông chuẩn bị đi đó, thì ông mới đến chùa, ông hỏi chư Tăng đó, nói bạch chư Tăng, con có cái chuyến buôn hàng đến xứ đó đó, các ngài có đến xứ đó để hành đạo không? Nếu mà các ngài cũng có cái ý định đến xứ đó hành đạo đó, thì xin thỉnh các ngài đi chung với con, đi chung với đoàn, thương đoàn. Khi mà đi chung vậy đó thì chúng con sẽ hộ độ thực phẩm đến quý ngài. Quý ngài không phải cực nhọc trong cái việc đó là đi bát. Chư Tăng nghe ông này trình bày rồi thỉnh mời vậy đó, thì thành ra đó là có
500 vị tỳ kheo. À, tháp tùng với cái đoàn, thương đoàn của ông này và ra đi. Thì xin thưa, bọn cướp đó, nó hăm he ông này lâu rồi. Thì bây giờ đây là cái cơ hội. À, do đó khi mà biết được ông thương buôn này, ông sắp chở hàng đi xa vậy đó. À, thì bọn chúng đó là tìm cái nơi thích hợp để mà phục kích. À, thì chúng phục kích ở cái ở cái khu rừng ha, vừa ra khỏi thành đó xin thú gì. À, thì chỗ đó đó là vắng vẻ mà nguy hiểm, dễ cướp. À, thì ông thương buôn này nè cùng với cái đoàn của ông ta đó, à, đi ra, đi đến làng, đi từ thành phố rồi qua làng mạc, rồi bắt đầu từ đó đó mới đi qua rừng, rồi mới đi qua thành khác. Thì từ thành phố ông đi đến làng, chuẩn bị đi ra khỏi khu cái gọi là ranh giới của làng đó, thì vào cái khu rừng đó, thì đi đến cái ranh giới giữa làng với rừng đó, ông thấy rằng là cần thiết phải để cho cái đoàn xe đó nghỉ ngơi, bò rồi cho nó ăn uống cái đã. Cái ông mới cho cái đoàn nghỉ ngơi đó. Thì xin thưa quý vị, đó là trong suốt chuyến đi vậy là Chư Tăng được cúng dường rất là đầy đủ. Thì bọn cướp phục kích ở trong cái khu rừng đó chờ lâu quá, đoàn này nghỉ thì là cũng phải mất một thời gian nữa, thành ra đó là bọn cướp nó nôn nóng, nó mới cho người đi thám thính, đi vô trong làng đó hỏi thăm. Đó, thì lúc đó đó trong làng đó có người thanh niên, thì người thanh niên này đó lại có một cái người bạn trong cái nhóm cướp đó đó. À, thành ra đó là cái người trong nhóm cướp đó mới đến hỏi người thanh niên này. Thì cái người thanh niên này mới nói là chắc cái đoạn này người ta ở đây bữa, ta sẽ lên đường đi thôi. Nhưng mà cái người thanh niên ở trong làng này đó là nhận ra được bạn của mình đó là gia nhập với một cái nhóm cướp, phục kích để chờ cướp hàng hóa của cái ông thương buôn này. Đó, thì sau khi mà cái người bạn ăn cướp đó đó biết được tin thì về báo lại cho đồng bọn. Riêng với cái người thanh niên này nè, sau khi mà nói cho cái người bạn ăn cướp của mình xong đó, thì hai luồng tư tưởng sanh lên ở trong người của cậu ta. Mình nên ủng hộ cho cái thiện, hay là mình nên ủng hộ cho cái ác. Tức là mình nên ủng hộ cho cái người bạn ăn cướp đó của mình, hay là mình nên ủng hộ cho cái ông thương buôn đang hộ độ cho Chư Tăng đó. Thì người thương buôn đang hộ độ cho Chư Tăng, tức có nghĩa đó là người này đang tạo thiện nghiệp, đang làm phước. Thì thiện nghiệp phước, mình hiểu đây là cái thiện. Còn bên kia ăn cướp trộm đó là cái ác. Thì cậu này đắn đo suy nghĩ hồi cái mới quyết định rằng cái ông thương buôn này ông hộ độ đến Chư Tăng mà, đến người tu hành, thì người tu hành đó là đem cái sự an lạc lại cho nhân thiên, vậy thì mình nên ủng hộ cho cái ông thương buôn này, tức là ủng hộ cho cái thiện. Như vậy có nghĩa đó là cái thiện, cái tính thiện ở trong người thanh niên này nè thắng được cái ác. Thắng được cái ở trong con người mình là có hai thành phần, xin thưa quý vị, người phàm ha, có hai thành phần là thiện và ác. Mà nói theo ngài Bửu Chánh đó là trong ta có anh hùng, trong ta cũng có thằng cùng thằng điếc. Thì lúc này nè, đối với cái anh chàng thanh niên này đó là cái tính chất anh hùng thắng, còn cái tính chất mà khùng điên đó là bị đánh bại. Thì hai luồng tư tưởng này xin thưa quý vị ở trong mỗi một con người của mình nhé, có, xin thưa quý vị, có sanh lên, có sanh lên, và chúng thường xuyên đánh lộn nhau đó. Ai mà thường xuyên bố thí đó
thì là pháp bố thí nè, đánh lộn với là pháp bổn sẻn nè, pháp bố thí nè ha, đánh lộn với pháp bổn sẻn nè ha, rồi pháp tùy hỷ đó đánh lộn với là pháp ganh tị nè. Cứ hai thành phần đối lập đó nó đánh lộn nhau hoài, đánh chừng nào mà ngã ngủ. Nếu mà ngã ngủ về bên cái ác đó thì người đó trở thành ác, mà ngã ngủ về bên cái thiện đó thì người đó trở thành thiện. Thì khi cái tính thiện thắng thì anh thanh niên này mới đến thuật lại cho cái ông thương buôn kia ông biết vậy. Đó, cái ông thương buôn kia đó ông mới nhận ra thì ra là bọn cướp đó, nó chờ chật để mà nó đánh cướp cái hàng hóa của mình. Nếu mà mình đi nữa đó thì tài sản của cải của mình đó sẽ bị nguy hiểm, nguy hại. Cho nên đó là ông mới có cái ý định đó là thôi, không có đi nữa. Quý vị. Thì bọn cướp đó nó cũng sai thám thính đến để thám thính lâu quá đó sư chị. Thì bây giờ ra biết được đó là ông thương buôn này nè, ông định quay về thành, không có đi nữa. Đó thì bọn cướp đó, đó nó bắt đầu là nó mới dời cái chỗ phục kích để làm sao cướp cho được. Thì ông thương buôn này cũng lại biết nữa, giờ đi cũng không được, mà lui đó thì cũng không có xong. Trong khi đó đó là hàng hóa ông đem theo rất là nhiều. Nếu mà ông ở lại đó đó thì cũng không có tai họa cái gì xảy ra cho ông cả. Hàng hóa đó vẫn nuôi ông sống với những cái người thương thương đổi đó một cách thoải mái. Ông nghĩ vậy đó, cái thành ra thôi ở lại làng đó. Bắt đầu ông mới đến ông bạch với Chư Tăng, bạch các ngài là giờ có cái bọn cướp đó nó chực chờ để mà nó cướp đoạt tài sản của con đi cũng không được mà về cũng không xong. Thành ra đó là con sẽ ở lại đây một thời gian, nếu quý ngài mà quan hỷ thì có thể ở lại đây con hộ độ, nhưng nếu các ngài muốn đi hoặc là muốn về thì tùy nghi. Chư Tăng nghe vậy cho nên Chư Tăng nói vậy thôi, chúng tôi trở về với bậc đạo sư chứ, trở về đó cái chỗ nương là bậc đạo sư thì nó cũng vẫn là an ổn hơn. Cho nên đó là Chư Tăng quay về đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi cái bắt đầu Đức Thế Tôn ngài mới hỏi này các thầy kheo, các vị đi cùng với ông thương buôn rồi mà. Cái Chư Tăng mới bạch với Đức Thế Tôn, bạch ngài ông thương buôn đó, ông đi đến làng đó đó thì ông đi nữa đó thì cũng được, mà ông quay về thành đó thì cũng không có xong. Do đó đó ông ở lại cái chỗ đó, chúng con thấy vậy đó cho nên chúng con quay về đây. Cái nương theo đó đó Đức Thế Tôn ngày dạy ngày nói này các tỳ kheo, người thương buôn lớn, tức là người thương buôn mà buôn bán cái số lượng hàng hóa lớn thì biết né tránh cái con đường có nhiều kẻ cướp. Con người mà muốn sống còn thì cũng biết né tránh thuốc độc. Thì kheo nào biết được con đường mà bị bọn cướp ở trong tam giới nó săn đón nó ngăn cản thì phải né tránh nó đi, phải né tránh nó đi. Đó thì bọn cướp trong tam giới đó mình hiểu là ai sư tu gì, là các ác bất thiện pháp. Sau khi Đức Thế Tôn ngày dạy vậy xong, ngài mới thiết lên câu kệ:
Qua ni chô quá phải dằn mát găng áp sắc thô má hấp thả nô quý sang chi quý tụ ca mô quá ba ba ni phá rưu quá chạy về. Câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ. Ít bạn đường nhiều tiền, người buôn tránh đường hiểm. Muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Còn Ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là thương buôn lắm bạc nhiều tiền, đồng hành ít ỏi tránh miền hiểm quan. Muốn sống thuốc độc chớ hoàng, lãnh ác cũng vậy rõ ràng là khôn. Và có một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa. Thì đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật Ngài dạy. Vậy thì qua ba bản dịch nè, rồi qua duyên sự nè, thì cái câu kệ Bali này nè ẩn chứa ý nghĩa gì, xin thưa quý vị? Một đoạn 2 trong câu kệ này, Đức Thế Tôn Ngài dạy qua ni chô quá phải dằn mát ngăn áp sát cô má thà nu. Mình cho đầy đủ thì mình phải thêm cái động từ nữa là priwat chạy về. Đó là giống như người thương buôn hay là người làm, khi nãy chúng tôi nói đó là người làm business. Giống như người thương buôn có nhiều của cải, nhưng mà ít tùy tùng, thì nên tránh con đường nguy hiểm. Dạ, tránh cái con đường nguy hiểm. Thì ở đây chúng tôi xin được hỏi quý vị ha, hỏi tất cả người tu, người tu đó, xin thưa quý vị, tu ở đây đó mình hiểu là tâm ha, tâm có tu tập. Tu này đó, nói theo trong kinh, tăng chi bốn, tăng chi pháp bốn chi, hoặc là ở trong cái bộ Bukkala Panchati đề cập đó là tu có bốn đó, là tu hình thức nè, vừa tu hình thức vừa tu tâm nè, vừa không tu tâm vừa không có tu hình thức nè, có tu hình thức nhưng mà không có tu tâm nè, không tu hình thức nhưng mà có tu tâm. Thì trong bốn cái cách này đó, Đức Thế Tôn Ngài tán thán cái cách đó là vừa tu hình thức mà vừa tu tâm luôn. Rồi Ngài mới nói rằng nếu mà không có đạt được cái cách này đó thì phải là người, phải là cái cách không có tu hình thức nhưng mà có tu tâm. Thành thử ra đó, chúng ta thấy đó là tâm có tu đó thì mới là quan trọng. Tâm có tu mới là quan trọng. Vậy thì ở đây chúng tôi xin được hỏi quý vị, tâm có tu vậy đó, thì nếu mà mình làm cái phép so sánh đó, thì tâm có tu vậy đó có được gọi là quan đế châu không? Dạ, xin thưa được. Người tu cũng được gọi là người làm business. Nhưng mà ở đây ra mình hiểu cái mục đích đó, nó có chỗ khác nhau. Nhưng nếu như mà mục đích cao tột đó ha, người làm thương mại đó xin thưa quý vị, hay là người làm kinh tế đó, người làm kinh tế đó có hai mục đích. Một là gì ạ? Đạt được lợi nhuận càng cao, chừng nào càng tốt chừng đó. Nhưng mà bên cạnh đó, đó, người làm kinh tế hay là người làm business đó, là phải làm cho cái chỗ, cái vùng mà mình làm kinh tế đó, đó nó phải tốt đẹp hơn, phát triển hơn. Đó, đó là người làm kinh tế hay là người làm thương buôn hay là người làm business. Vậy thì người tu là sao? Thì người làm kinh tế vậy đó thì họ bỏ thời gian nè, bỏ công sức nè, bỏ tiền của ra. Tạm thời mình
Niết Kê là có ba loại vốn vậy thôi. Đó thì họ bỏ ba cái loại vốn đó ra đó là để họ gặt hái về cái lợi nhuận, gặt hái về cái sự thành công làm cho cái vùng đất, cái mảnh đất mà họ đang đầu tư đó, đó được phát triển, được tốt đẹp đó. À, vậy thì người tâm có tu đó, xin thưa quý vị, cũng ở đây mình cũng so sánh ha, cũng bỏ ra ba thứ gì thôi, là thời gian nè, công sức nè, tiền của. À, thì thời gian, công sức, tiền của đó, đầu tư đó để mình lấy về cái gì, xin thưa quý vị? Lấy về phước. Dạ, lấy về phước. À, thì thành cái chữ thanh á đây nè, mình hiểu là gì? Là tài sản. À, thì tài sản này nè, xin hỏi quý vị là có mấy loại tài sản? Có ba loại tài sản, là nhân sản, thiên sản và thánh sản. À, thì khi mà mình có nhân sản đó, tức là mình được làm người nè, rồi được có thân bằng quyến thuộc nè, được có của cải vật chất để phục vụ cái nhu cầu đời sống của mình á, thì thử hỏi quý vị lúc đó đó có phải là mình là người có phước không? Xin thưa là có đó ha, có đó. À, thì tùy thuộc vào phước nhiều hay là phước ít. À, tùy thuộc vào phước nhiều hay là phước ít, và rồi tùy thuộc vào cái đầu tư đó của mình như thế nào. Đó, để đó sau này mình có được cái gọi là nhân sản, hay là thiên sản, hay là thánh sản. Phước mình mà càng nhiều thì mình dễ dàng đầu tư, xin thú gì. À, giống như các cái nhà doanh nghiệp đó, họ mà có vốn liếng được nhiều nhiều đó thì họ cũng dễ đầu tư hơn. Từ chỗ đó đó lợi nhuận gặt hái gì đó nó cũng dễ dàng hơn. Dạ, dễ dàng hơn. À, thì ở đây mình hiểu em, người tu là quan đi chung. À, thì người thương buôn này nè, có nhiều tài sản mà ít bạn đường, ít thương đổi đó, thì mình hiểu sao, xin thú gì? Có nhiều tài sản tức là có nhiều phước. À, thì nhiều phước đây đó mình hiểu ha, có người đó là nhiều phước vật nhưng mà ít phước đức, ít phước trí. Có người đó là nhiều phước vật, nhiều luôn phước đức, nhiều luôn phước trí. Có người đó là nhiều phước vật, nhiều phước đức mà ít phước trí. À, mình phân tích cho nó nhiều loại vậy đó, xin lỗi. À, thì ở đây đó mình hiểu chung chung là có nhiều phước tức là có phước đó, có phước. À, mà ít tùy tùng, ít thương đổi. Đó thì theo cái nghĩa đen đó là cái ông thương buôn giàu có này nè, ông cái tài sản của ông rất là nhiều, thành ra ông mới đi buôn một lần đó là 500 cổ xe bò chất đầy hàng hóa. À, nhưng mà cái thương đổi của ông đi theo đó để bảo vệ 500 cổ xe chất đầy hàng hóa đó đó thì ít quá. Đã ít quá. À, từ cái chỗ đó đó mà ông mới suy tính cân bằng lực lượng giữa mình và đối phương, tức là giữa mình và những cái tên cướp đó. À, thấy rằng cái thương đội của mình đó không thể chống trả lại được cái quân đội của bọn cướp đó. Và để bảo toàn cái tài sản này nè, thì thành ra đó là ông mới định là rút lui. Rút lui cũng được, thành ra ông mới định là ở đó. Chứ không có xung đột trực diện. Thì ở đây đó, chúng ta cũng mới rút ra thêm được một cái ý nữa, đó là gì? Người tâm có tu đó thì xin thưa quý vị, có phải là người đó đang tập làm Bồ Tát không? Người tâm có tu có phải là người đó đang tập làm bậc chân nhân không? Xin thưa phải. Mình tập làm Bồ Tát, mình tập làm bậc chân nhân thì xem như lúc đó mình mới là người tu. Mới hướng đến cái chỗ từ bỏ tham lam sân hận si mê. Chứ còn nếu mà mình không có tập làm Bồ Tát nè, mình không tập làm bậc chân nhân đó, thì
những cái việc làm của mình á, như là bố thí, trì giới, tu tiến, không hướng đến chỗ từ bỏ tham lam sân hận si mê. Đó thì khi mà tập làm Bồ Tát, tập lập bậc chân nhân vậy đó, đó thì người đó là phải biết người biết ta. À, tập làm bậc chân nhân đó là tập để mình có được nè, mình có được bảy pháp là tri nhân, tri quả, tri kỷ, tri bỉ, tri thời, tri hội, tri độ. Thế do mình tập để mình có bảy cái pháp này cho nên mình có khả năng là tương quan được lực lượng. À, thì điều này mình hiểu rộng ra thêm tí nữa này ha, là nếu mà mình yếu quá đó thì mình đừng có ra nắng. À, ra nắng là bị cảm liền. À, còn mà gì mình khỏe thì mình phải ra nắng. Yeah. Mình phải ra nắng, mình phải xông pha chiến trận. À, mình phải xông pha chỗ này chỗ kia để cái chi, xin thú gì, để thực hành cái hành lợi tha. À, còn nếu ha, mà mình không có tập làm bậc chân nhân, mình không có cái tri kỷ, tri bỉ đó, thì coi chừng đó là cái việc làm của mình đó trở thành tài lăng. À, và rồi cái gì, bị người ta tế độ ngược trở lại. Đó, nếu như cái ông thương buôn này mà ông không có khôn ngoan, ông không có cái, ông không có phải là người tập làm bậc chân nhân, không có tri kỷ tri bỉ vậy đó, thì cứ ý lại nè, đoàn thương buôn của mình cũng đông mà, tới 500 cỗ xe lắm, rồi có chư tăng đi cùng nữa nè, thì mắc gì mình phải sợ cái bọn cướp đó xông pha. Đó thì có khi là gì, mất của này, mà đôi khi mất luôn cả người. Đó thì ở đây mình hiểu ha, có nhiều tài sản đó, tức là có nhiều phước vậy. À, thì ở đây mình hiểu là phước vật hay là có nhiều của cả tài sản ha. Phước đức là có đức độ để cho người ta mới ủng hộ, người ta mới giúp đỡ mình. Phước trí là có cái sự khôn ngoan thông minh để lường trước được mọi cái rủi ro. Từ chỗ đó đó mà mình có thể là gì, rút luôn hoặc là tiến tới. À, giống như chúng ta thấy đó là chư Phật nè, hay là chư vị A La Hán, như là ngài Xá Lợi Phất là đại loại vậy. À, thì là các ngài đã tương quan được cái lực lượng, thấy rằng với cái khả năng của mình, khi mà mình đi đến tế độ người đó thì mình sẽ không có bị cái người đó tế độ ngược trở lại. Rồi mình tế độ người đó thì sẽ đem lợi lạc lại cho rất là nhiều người liên quan. Đó, thì từ cái chỗ đó mà các ngài không có quản ngại nắng mưa, không có quản ngại cực nhọc, vẫn đến đó để mà tế độ. Chúng ta nhớ đó là tại thành Sa Quách Thi đó, thành Sa Quách Thi có rất là nhiều cổng. Ở trong chú giải nói có đến 64 cái cổng, và mỗi một cái cổng vậy là có 8 cái cổng phụ. Mỗi một cổng phụ thì có một cái ông quan. Ông quan đó thường là thân vương, tức là dòng trong dòng tộc và sắc giá, hoặc là trong dòng tộc Bà La Môn cai quản. Thì tại cửa thứ 64, cái này là ở trong chú giải Ý Tí Quốc Tà Cá, ở trong đó đó. Thì một cái ông quan tại cái cửa thứ 64 đó, ông này là một thân vương mà ông sống rất là ác. Đó là ông áp dụng thuế cho cư dân ở đó rất là cao. Nhưng mà khi ông nộp về triều đình đó, thì ông nộp rất là ít, viện cớ đó là mùa màng thất bát. Đó, ông nộp về rất là ít. Rồi ông lại nói ngược trở lại với dân chúng, đó là năm nay vua quan triều đình cần nhiều thuế vậy đó, để làm này kia kia nọ, bắt tăng thuế. Từ chỗ đó mà dân ở cái cổng thành thứ 64 đó rất là khổ sở. Và đây là một thân vương đó, xin thú gì, quyền quy được, có thể nói đó là tiền trảm hậu tấu. Ngài Xá Lợi Phất ngài thấy vậy không có ổn rồi. Để ông quan này mà ông cứ vẫn hung ác vậy thì dân chúng ở cái vùng đó người ta khổ sở quá.
À, cho nên ngài mới gồng mình thân chinh đi đến đó mà tế độ ông. Xin thưa quý vị, đó là gì? Là chấp nhận đi ra nắng. À, thì sau khi tế độ được ông, dân chúng ở đó người ta mới bớt khổ đi. À, đó là mình cũng tương quan được cái lực lượng. À, tức là lúc đó đó có nghĩa là cái gì? Đã giàu có nè, mà còn có gì nữa xin thưa quý vị? Thương đội đông đảo hùng hậu. À, thì thương đội đông đảo hùng hậu ở đây đó, à, mình hiểu theo cái nghĩa bóng là gì ạ? Các cái pháp tính vô dạ, pháp tính thuộc thiện đó, vô dạng, à, mạnh mẽ. À, và cụ thể đó là, à, người đó đang tu tập nè, à, hoặc là gì, thành tựu được các cái thánh sản. Các cái thánh sản đó, đó được xem như là một cái thương đội mạnh đó, để người đó, đó có thể xông pha chiến trận. À, nhưng mà nếu ha, mình tu tập có ích thì lúc đó xem như đó là gì, cái thương đội đó nó ít. Thì với phàm phu đang tu tập đó xin thú gì, thì theo quý vị đó là tương đối mạnh hay tương đối yếu ạ? À, xin thưa, yếu yếu ha, yếu. À, khi mà chúng tôi nói vậy thì bà con chúng ta là nên xét lại, bất chấp nguyệt, tức là phản kháng lại chính bản thân của mình xem coi thức thánh sản mình mạnh hay yếu. Thì thức thánh sản gồm có gì ạ? Tính tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thi tài, tuệ tài. À, các cái loại tài sản này nè, ở trong bản thân của mình đó, mạnh hay yếu, nhiều hay là ít. À, thì từ cái chỗ đó đó mình sẽ thấy được là thương độ của mình mạnh hay là thương độ của mình yếu. À, niềm tin của mình đối với nhân quả đó, có vững chãi chưa? Vững chắc chưa? Đó, người ta nói mà hơi sai sai tí đó, hơi linh đinh, hơi thiên thiên tí đó, thì mình có bị ngã ngũ không? Đó, mình phải quan sát lại vậy đó. À, thì lúc đó mình sẽ thấy được cái thương đội của mình mạnh hay là thương đội của mình yếu. Đó, nếu mà hơi yếu yếu tí đó ha, thì làm sao ạ? Đức Thế Tôn ngài giải tiếp, quý sanh chi của tu ca mô quá pa pa ni pa quá chế giới là trên thuốc độc. Trên thuốc độc ở đây đó mình hiểu theo cái nghĩa nghĩa đen đó là thuốc độc. À, mình uống vô là chết queo. À, nhưng mà nghĩa bóng ở đây đó mình hiểu là gì, là tám á. Cái cụm từ này bà con nghe chắc quen ha, tám độc á, là sân độc nè, sân tham độc nè, sân độc nè, si độc, đó là thuốc độc đó. À, là mình đừng có tích trữ, đừng có chứa, à, cái lòng tham lam, sân hận, si mê. À, đây là ý ý nghiệp đó, mình đừng có chất chứa cái đó ở trong cái tâm cảm của mình, ở trong cái dòng suy nghĩ của mình. À, mình mà chất chứa những cái này nhiều quá đó thì lúc đó xin thú vị ha, ở trong cái dòng tâm thức của mình, ở trong tâm cảm của mình đó, hết cái chỗ rồi thì lúc đó đó là gì, tính nó không có chỗ để nó ở, giới không có chỗ để ở, tam không có chỗ để ở, quý không có chỗ để ở, văn không có chỗ để ở, trí không có chỗ để ở, tuệ không có chỗ để ở. Đó, thành ra đó là mình đừng có uống, đừng có chất chứa. Uống ở đây mình hiểu là đừng có chất chứa, đừng có chất chứa các cái thứ. À, nhưng mà xin thưa quý vị đó, các cái thứ độc đó, đó nó nằm trong tâm, tức là ý nghiệp thôi. À, ý nghiệp mà tu tâm dễ hay là khó xin thưa quý vị? Khó. À, khó lắm chứ không phải dễ đâu ha. Đó, thành thứ ra gì, ý nghiệp đó thì nó phải được thể hiện ra bằng khẩu nghiệp và thân nghiệp. À, thể hiện ra bằng khẩu nghiệp và bằng thân nghiệp.
Thì nếu mà với ý ô nhiễm, ý ô nhiễm ở đây đó tức là ý có có dính các cái chất độc đó, là tham lam sân hận si mê, thì lúc đó đó là ý nó bị ô nhiễm đi. Thì ý mà ô nhiễm đi ha, nói ra hai hành động nè. Ý ô nhiễm là ý nghiệp ô nhiễm nè, thể hiện qua khẩu nghiệp nè, thân nghiệp nè. Nói ra hai hành động thì đau khổ theo sau như xe chân bật kéo. Đó, do đó đó mình hiểu ha, ý cái tâm của mình nó tu khổ. Thì bây giờ mình tập tu cái miệng đó, tập tu cái miệng lại, tập tu cái thân lại, từ cái chỗ đó dần dần đến cái tu được cái tâm. Dạ, mình tu được, tu tập được cái tâm. Cho nên ở trong câu kệ nó mới dạy là pa pa ni pa ri quá chạy dê, nên lánh xa các điều ác, các việc ác. Như vậy đó, thì các điều ác, các việc ác ở đây mình hiểu là gì, là akusala kamma patha, là thân tam khẩu tứ ý tam đó. Đó mà thân tam khẩu tứ này nè, mình dễ kiểm soát, có thể kiểm soát được. Là tại sao ạ? Nó hiện bày ra một cách thô thiển, rõ ràng, lộ liễu. Mình thấy, mình biết. Từ cái chỗ đó đó, dễ dàng khởi lên cái lòng tạm, lòng quý. Còn ở trong cái tâm của mình, trong cái đầu của mình, là nó đâu có rõ ràng, nó đâu có lộ liễu, nó đâu có hiện bày ra bên ngoài đâu, để từ đó mình có thể thấy, người khác có thể thấy được. Do đó đôi khi nè, mình khởi lên cái tâm tham ác luôn đó, quý vị. Nhưng mà nhiều khi đó mình cũng mắc cỡ. Là vì sao à? Mình lén lén nghĩ người khác và đâu biết đâu. Nhưng nếu ha, mà cái miệng này nè, nó thể hiện ra cái tâm tham, nó thể hiện qua cái miệng này nè nha, là người khác có thể thấy được. Ví dụ như thể hiện qua cái tham vị đi, là mình ăn uống nó xin thú gì, ăn uống mà một cách tham lam, tham ăn, ăn uống ngồm ngoàm, nuốt lấy nuốt để vậy đó, thì người khác người ta có thể thấy được. Dạ, người ta khác người ta có thể thấy được, thì từ chỗ đó đó mình dễ dàng khởi lên cái mắc cỡ. Và từ cái chỗ đó đó mà mình cũng dễ dàng đó là gìn giữ thu thúc. Thành ra đó là mình tránh các cái việc ác, đó là từ cái khẩu nghiệp ác này. Rồi là gì? Thân nghiệp ác. Đó, mình tập tránh từ từ như vậy đó, thì đến một cái lúc nào đó đó là mình sẽ tránh được các cái chất độc đó, nó bám ở trong cái tâm của mình. Dạ, nó bám ở trong cái tâm của mình. Thì khi nào nữa ha, cái tâm của mình đó mà cái chất độc tham này ha, nó không có, chất độc sân nó không có, tham lam sân hận si mê này mà nó không có, mình hiểu rộng nó ra luôn ha, là chất độc ganh tị này nó không có, chất độc bốn xỉn nó không có, chất độc tiếng không có, chất độc ngã mạng hống hách tự cao tự đại đó không có, chất độc cái gì đó biến nhát mà không có, chất độc đó là cái gì đó phóng dật nè, đại loại gì không có. Thì xin thưa quý vị, khác các cái loại chất độc này nó không có, thì đồng nghĩa với việc là gì? Nó trống ra. Cái tâm của mình nó trống ra, nó trống trơn vậy đó. Thì lúc đó đó là các cái pháp tính tốt đẹp như là tính, là giới, là tàm, là quý, là văn, là thí, là tuệ nè, một loạt các cái pháp tính này nó mới có cái chỗ để nó sanh ra. Rồi vậy thì sau khi chúng tôi giảng một loạt vậy, bây giờ mới rút ra bài học cho tất cả chúng ta.
Tất cả chúng ta ở đây đó được xem như là Appasattho Mahathanu. Quý vị có đồng ý vậy không ạ? Ở đây chúng tôi xin được cả nói phàm thôi ha, chứ còn mà thánh thì là xin được chấp tay sám hối. Khi mà chúng ta được sanh ra làm người vậy nè, là xem như chúng ta đã có phước rồi đó. Dạ, có phước rồi. À, thì có phước vậy là được gọi là Mahathanu. À, nhưng mà vì gì chúng ta vẫn còn phàm. À, vẫn còn phàm tức là gì? Các cái pháp tính là tính giới tàm quý văn thí tuệ hoặc là giới định tuệ đó. À, nó chưa có nhiều. Dạ, nó chưa có nhiều. À, nó chưa có nhiều đồng nghĩa với việc là gì? Cái tri kiến sự hiểu biết của chúng ta về nhân quả nghiệp báo chưa như thật. Tri kiến hiểu biết của chúng ta về tam tướng chưa như thật. À, mà vẫn còn lén lén ở trong cái đầu óc của mình đó, nghĩ nó khác đi. À, thành ra ai mà nói nghe nó hợp ý của mình, nó hay hay tí đó là mình có thể tin liền, có thể đi theo liền. Dạ, có thể đi theo liền. À, thì khi mà mình nhận ra, mình hiểu ra được vậy đó, à, mình nhận ra, mình hiểu ra nè, mình cũng là con người, mình là có phước nè. Được làm con người đó, mình có phước nè. Nhưng mà các cái tính giới định tuệ đó, mình huấn tu chưa có nhiều. Từ cái chỗ đó chánh kiến của mình chưa có chắc chắn. À, thì lúc bấy giờ sao xin thu gì? Mình phải tập. À, tập dần dần giống như các câu kệ pháp cú khác á, dạy cho mình là gì? À, mình là người tâm có tu tập vậy đó thì mình hướng đến niết bàn, là hướng đến đạo quả. Thì thành ra là trên cái đoạn đường hay là trên con đường đi đến đạo quả niết bàn vậy đó. À, mà mình không có người đồng chí hướng, à, tức là không có người cũng thích thú bố thí giống mình, không có người thích thú trì giới giống mình, không có người thích thú tu tiến giống mình, à, hay là không có người có giới giống mình, không có người có định giống mình, không có người có tuệ giống mình, thì sao xin thú gì? Thà quyết sống mình. Đó, thà quyết sống mình. Chứ không có lân la, không có giao du với những người đó. À, không có lân la, không có giao du với các cái đối tượng, các cái cảnh mà khiến cho cái gì? Giới của mình bị lui sụp, định của mình bị lui sụp, tuệ của mình bị lui sụp, hay là bố thí của mình bị lui sụp, trì giới của mình bị lui sụp, tu tiến của mình bị lui sụp. Đó, mình tập từ từ vậy đó, thì tức có nghĩa đó là mình có lánh ác đó. À, mình có giải trừ tam độc là tham lam sân hận si mê. À, thì khi mà chúng ta sống thực hành theo vậy đó thì xin thưa quý vị đó, mình không có cần cầu đâu. Nói giống như mà kinh Trung Bộ đó, cái bài kinh mà bài kinh gì cầu nguyện nguyện cầu gì đó, ở trong Trung Bộ kinh đó. À, là mình cứ tu vậy đó thì mình không cần cầu, không cần nguyện, không cần cái gì cả đó, thì mình cũng vẫn cứ đến niết bàn. À, lúc đó đó là mình không còn bị các cái chất độc này nó hoành hành nữa. Thì ước mong tất cả chúng ta không còn các cái chất độc này nó hoành hành nữa trong một ngày sớm nhất. Chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 123 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong phước báo và chư thiên hộ trì cho tất cả chúng ta được tiến hóa an vui. Cũng xin chia phần phước giảng pháp này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Những ai có thể tùy hỷ được, xin hãy tùy hỷ để cùng được tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học số 123 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dân mít đính sư.
Bhagavata sappamangalam rakkhantu sabba devata sabbabhutan bhavana sada sati bhavantu te. Bhagavata sappamangalam rakkhantu sabba devata sabbadhamman bhavana sada sati bhavantu te. Bhagavata sappamangalam rakkhantu sabba devata sabbasankhan bhavana sada sati bhavantu te. Tất cả các bạn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quá cố tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ, đây quá ta, santi vihara quá.